Thưa quý vị, dinh thự số 78 Hoàng Văn Thụ trên mảnh đất gần 1.000m2 ở vị trí khu đất vàng của quận Hải Châu thuộc phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, hiện đang là của ông Thân Đức Nam, phó tránh văn phòng quốc hội. Được biết, căn nhà này cách đây mấy chục năm, tức năm 1976 là số 145 Phan Chu Trinh, số cũ, là một nhà kho với diện tích 459 m2 nằm ở mảnh đất gần 3.000 m2 của gia đình ông Trương Văn Đà. Trong quá trình hình thành và gần 30 năm đi khiếu kiện, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đã ốm ba la từ sở hữu của ông Trương Văn Đà thành của công ty công nghiệp Quảng Nam Đà Nẵng, nay là sở kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng, rồi thành sở hữu riêng của ông Thân Đức Nam. Với phương châm, luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ. Vậy thì ông Trương Văn Đà là ai? Nguyên do gì mà căn nhà của ông Đà lại bị hô biến thành của kẻ khác, khiến ông phải đi khiếu kiện, khiếu nại gần 30 năm. Ông Trương Văn Đà là ai? Ông Trương Văn Đà sinh ngày 15 tháng 2 năm 1933, sinh ra trong một gia đình có 9 anh chị em, 6 nam và 3 nữ. Cha là cụ Trương Văn Côn, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1904 và mẹ là Nguyễn Thị Vi sinh ngày 20 tháng 7 năm 1904. Năm 1947, ông Đà là học sinh trường trung học Đê Khiết. Lúc đó bản thân ông chưa đủ 17 tuổi nhưng đã tham gia vào vệ quốc đoàn trong kháng chiến chống Pháp. Ông được tổ chức đào tạo chính quy trong các trường công pháo binh và chắc đạc viên. Ông tham gia các khóa huấn luyện kỹ thuật bộc phá Trung Quốc tại Liên Khu 5. Sau khi ra trường, ông đã được phân công về ban nghiên cứu thuộc phòng công binh Liên Khu 5 rồi được điều động làm cán bộ chuẩn bị chiến trường cho mặt trận Tây Nguyên Liên Khu 5. Do nhiều năm sống và chiến đấu ở núi rừng Tây Nguyên, ông Đà sức khỏe đã bị suy giảm và bệnh nên đơn vị đã chuyển ông về gia đình chữa trị ở Đà Nẵng. Năm 1954, sau Hiệp định Geneva, ông Đà tham gia hoạt động cách mạng bí mật, làm cơ sở nội thành, bảo vệ cho các cán bộ của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vượt vị tuyến 17 ra Bắc vào Nam được an toàn. Sau một năm, tức năm 1960, cơ sở này bị bại lộ. Ông Đà đã bị các mật vụ của cụ Ngô Đình Cẩn phát hiện bắt được và giam tù đầy đến năm 1975. Sau khi ra tù, ông Đà đã nhận vào làm việc tại ngân hàng Trung Việt giữ chức giám đốc. Ông làm được vài năm rồi xin nghỉ. Tháng 7 năm 1988, với sự uy tín và năng lực của ông Đà trong lĩnh vực ngân hàng, thành ủy Đà Nẵng đã cử ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc lúc đó chỉ đang là một cán bộ nhỏ là ủy viên đảng khối ủy dân chính đảng Quảng Nam Đà Nẵng. Đến nhà vận động mời ông Đà đứng ra thành lập ngân hàng thương mại cổ phần công thương. Tháng 2 năm 1989, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và ông Cao Sĩ Kiêm, thống đốc ngân hàng nhà nước đã vô Đà Nẵng để phê duyệt cấp phép cho ông Đà thành lập ngân hàng Đà Nẵng Banh, trụ sở tại số 33 Hùng Vương là tiền thân của ngân hàng Việt Á. Ngân hàng lúc đó có quy tụ được hết các nhà công thương kỹ gia giỏi tiêu biểu từ Hội An, Tam Kỳ, Đà Nẵng tham gia. Ngày 25 tháng 10 năm 1989, ngân hàng Đà Nẵng Banh chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Ông Trương Văn Đà giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Ngân hàng. Trong thời gian ông Đà giữ chức vụ, ông đã trèo lái ngân hàng vượt qua nhiều khó khăn. Đáng chú ý nhất là sự khủng hoảng kinh tế và vỡ nợ tín dụng năm 1990 và 91 tạo được nhiều niềm tin trong nhân dân và lên tiếng trong cả nước, luôn đứng vững phát triển và góp phần xây dựng tỉnh nhà một ngày một đi lên. Xin được nói sơ qua một chút xíu về thân phụ của ông Đà tức là cụ Trương Côn. Trong thời gian, sức khỏe của cụ Trương Côn còn khỏe mạnh, minh mẫn, không chịu ảnh hưởng của ai. Cụ Côn đã tự làm, theo mong muốn của mình là lập di trúc thư cho các con. Lý do cụ lập trúc thư là vì cũng có một chút ít bất động sản nên cũng muốn cho các con ai cũng được đều thừa hưởng. Trúc thư được viết và bổ sung thêm vào năm 1959, 62 và 98 mảnh đất gần 2.869m2 nằm ở hai mặt tiền theo góc 45 độ, một mặt ở đường Phan Chu Trinh, một mặt ở đường Hoàng Văn Thụ, nhưng sau này đã sáp nhập thành Hoàng Văn Thụ mà gia đình cụ Trương Côn đã để lại cho ông Trương Văn Đà toàn quyền sử dụng. Theo như trong chúc thư của ông Côn có nói về việc sử dụng đất và bất cứ mục đích gì thì cũng chỉ cho phép ông Đà làm một cổng là nối đi ra vào duy nhất. Mảnh đất sinh ra và lớn lên của ông Trương Văn Đà và gia đình đã xây dựng nhà kho 145 Phan Chu Trinh. Năm 1967 được sự thỏa thuận cho phép sử dụng đất của cụ Trương Côn. Ông Đà đã xây dựng một nhà kho với diện tích 459 m2 dưới sự cấp phép của chính quyền đương thời khi đó, cụ thể là Trung tá Lê Chí Cường, thị trưởng Đà Nẵng và chính quyền Việt Nam Cộng hòa cấp giấy phép 06. HC1 ngày 10 tháng 1 năm 1967 sử dụng cho việc để ô tô và cất giữ những đồ dùng sinh hoạt của gia đình. Năm 1976, dưới sự cầm quyền của chính quyền mới, được sự cho phép của chính quyền cách mạng giấy phép số 8601 ngày 6 tháng 11 năm 1976 của Ủy ban nhân dân quận nhất Đà Nẵng cấp, ông Trương Văn Đà đã thành lập tổ sản xuất nhựa tự lực do ông làm chủ nhiệm, nên ông đã lấy 459 m2 nhà kho làm xưởng đặt máy móc để trực tiếp sản xuất. Thỏa thuận mượn đất để rồi cướp luôn của ông Đà. Ngày 19 tháng 9 năm 1980, ông Nguyễn Tại lúc bấy giờ là trưởng ti nhà đất, nay là sở tài nguyên và môi trường và công trình công cộng, nay là giao thông công tránh tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, ký buộc ông Trương Văn Đà phải giao nhà kho 145 Phan Chu Trinh theo thời gian đổi thành 66 Hoàng Văn Thụ nay có tên là 78 Hoàng Văn Thụ, cho nhà đất thành phố quản lý để cho doanh nghiệp xe máy xe đạp tên là Công ty Công nghiệp thuê lại. Trong một cuộc họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, ông Lê Giào, nguyên phó chủ nhiệm kiêm trưởng Ban Cải tạo nhà đất tỉnh, làm chủ tọa và đồng ý vì một động cơ mờ ám muốn chiếm nhà kho 145 Phan Chu Trinh của ông Đà nên ông Nguyễn Tại đã lập lờ đánh lận con đen bằng một thông cáo có tính chất hù dọa để ông Đà hoang mang mà giao nhà cho nhà đất quản lý. Ai cũng hiểu từ sau năm 1975 là một chính quyền mới nên người dân chưa thể nắm rõ chính sách của nhà nước. Vì thế từ đó đến nay có rất nhiều các ông lãnh đạo đã lạm dụng quyền hạn của mình làm trái pháp luật. Ngay sau đó công ty công nghiệp đã bàn thảo với cụ Trương Côn để cho công ty công nghiệp xây dựng tạm một nhà kho với diện tích 210m2 trên chính mảnh đất vườn của gia đình sát đường Hoàn Văn Thụ để chuyển số máy móc từ kho 145 sang cho ông Đà tiếp tục sản xuất. Ngày 9 tháng 7 năm 1986, Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng có quyết định 1962 trên quy đề UB thực hiện việc quản lý và đưa vào sử dụng khu vực kho do nhà nước quản lý tại số 145 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, tức 66 Hoàng Văn Thụ của ông Trương Văn Đà. Riêng phần diện tích 210m2 do công ty công nghiệp xây dựng trước đây của ông Trương Văn Đà thuê giao cho Ủy ban dân thành phố trực tiếp quản lý ký hợp đồng cho ông Đà thuê nếu xét thấy cần thiết Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng thu hồi lại phục vụ cho nhu cầu chung. Ngày 22 tháng 1 năm 1988, Ủy ban dân tỉnh có quyết định số 143 QDUB về việc cho phép chuyển đổi và chuyển quyền sở hữu nhà kho cho công ty công nghiệp xây dựng tạm bỡ tại 145 Phan Chu Trinh do ông Trương Văn Đà, công ty công nghiệp cướp đoạt nhà kho xây dựng kiên cố với 459m2 rồi trả cho một nhà kho xây dựng tạm bỡ với 210m2 lại trên chính mảnh đất chủ sở hữu của ông Đà. Đến năm 1992, tổ hợp nhựa tự lực giải thể do kinh tế khó khăn nên ông Đà đã bán mảnh đất 210m2 có công trình xây dựng nhà kho mà công ty công nghiệp đã xây dựng và chuyển sở hữu cho ông Đà, cho người khác để họ xây dựng nhà ở. Danh giới chính chủ trở thành nạn nhân, mất đất cũng bởi chữ ngờ ai có biết đâu. Sau năm 1986 do nhu cầu về nhà đất để ở của gia đình ông Đà rất bức xúc nên đã có làm đơn đề nghị chính quyền sở tại trả lại hai căn nhà kho 145 Phan Chu Trinh và 18 Phạm Phú Thứ. Năm 1962, ông Đà được cụ Trương Côn và vợ là Nguyễn Thị Vi cho thừa hưởng căn nhà số 18 Phạm Phú Thứ với diện tích 111 m2. Đến tháng 5 năm 1969, ông Đà đứng tên sở hữu ngôi nhà này trước sự chứng thực của chính quyền lúc bây giờ do nhà nước này được cụ côn cho thuê từ trước và cũng chưa dùng vào việc gì nên ông đà vẫn để cho người đó thuê sau năm 1975 thực hiện chính sách xã hội chủ nghĩa cải tạo về nhà đất cho thuê thì từ đó đến nay ông đà cũng chưa lấy lại được mặc dù ông đà là chủ sở hữu hợp pháp chưa sang nhượng cho ai chưa có bất cứ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào ra quyết định tịch thu hay trưng dụng ngôi nhà này nhưng không được giải quyết. Năm 2003, ông Trương Văn Đà viết đơn khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thì được ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hoàng Tuấn Anh sau này là Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trả lời qua công văn Nội dung khiếu nại đòi kho 66 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng đã được Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng xem xét và giải quyết trả lời đơn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định số 5018/QĐUB ngày 31 tháng 8 năm 1998. Vì vậy, yêu cầu ông thực hiện theo đúng các điều khoản đã nêu tại quyết định số 5018/QĐUB ngày 31 tháng 8 năm 1998 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Năm 2009, ông Trương Văn Đà gửi đơn khiếu nại lên văn phòng chính phủ thì ngày 10 tháng 3 năm 2009, văn phòng chính phủ đã gửi công văn về cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giải quyết. Ngày 22 tháng 5 năm 2009, ông Văn Hữu Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trả lời công văn đến cho ông Đà. Nội dung khiếu nại đòi lại kho 66 và số mới là 78 Hoàng Văn Thụ, thành phố Đà Nẵng. Nội dung khiếu nại đòi Kho 66 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng xem xét và giải quyết trả lời đơn theo đúng quy định của pháp luật, Quyết định số 5018 UB ngày 31 tháng 8 năm 1998, Công văn số 989 UBVP 31 tháng 3 năm 2003 yêu cầu ông thực hiện theo đúng các điều khoản của các văn bản nêu trên. Năm 2013, ông Trương Văn Đà viết đơn khởi kiện gửi đến Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng về vụ việc hành chính đã hủy quyết định hành chính số 133 QDUB ngày 1 tháng 4 năm 1980 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quản lý nhà đất cho thuê số 18 Phạm Phú Thứ, 165 Trần Phú và kho 145 Phan Chu Trinh của ông Trương Văn Đà và quyết định số 5018 QĐUB ngày 31 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vì không đúng với quy định của pháp luật ngày 22 tháng 4 năm 2013. Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã gửi công văn trả lời quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Trương Văn Đà giữ nguyên việc trả lại khiếu kiện theo thông số 03 TBTA ngày 8 tháng 4 năm 2013 của thẩm phán tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Thiết nghĩ trong sự việc những năm đó ông Thân Đức Nam chưa có dùng tiền để mua danh có thể chống lưng cho ông Hoàng Tuấn Anh và Văn Hữu Chiến cùng với những mưu toan để mà cướp đất của gia đình ông Đà. Nên ngày hôm nay ông Thân Đức Nam mới có dinh thự gần 1.000m2 ở số 78 Hoàng Văn Thụ vì vậy, Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cần có cách nhìn và cách làm công tâm để xử lý cơ quan, ban ngành, có cá nhân hay tập thể liên quan trong việc mượn đất của gia đình ông Đà. Trong gần 30 năm đã qua, ông Trương Văn Đà đã phải nhiều lần gửi đơn khiếu nại tới văn phòng Chính phủ và Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhưng không hề có kết quả gì bởi có sự bao che của cá nhân lãnh đạo hay tập thể. Lúc thời gian đó, đến năm... 2013 là lần khiếu nại cuối cùng của ông Bao nhiêu công sức mồ hôi xương máu của ông và gia đình Mới có được căn nhà trên mảnh đất đó Mà chỉ trong tích tắc với lòng tham của một số lãnh đạo Đã cấu kết với thân Đức Nam cướp lấy đất của gia đình ông Do ông tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút Nên ông đã mất vào năm 2014 Được biết Đồng chí Thân Đức Nam đã dùng vợ là bà Đặng Thị Thu Thủy để tuyên truyền cho những hàng xóm quanh khu vực rằng ông Nguyễn Xuân Phúc thân thiết với gia đình như anh em trong nhà. Như vậy, ông Thân Đức Nam lợi dụng quyền hạn và quen biết với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để cướp trắng ngôi biệt thự 78 Hoàng Văn Thụ của người dân để làm dinh cư riêng cho mình.